Video của mình chỉ mang tính chất giải trí, không có thật, không cổ súy cho hành động mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem. Minecraft, nhưng đập lá cây ra đồ. Ôi trời ơi, thật là hư cấu. Hư cấu. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, đừng quên cho anh một like này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký. Rồi, vào trong video ngày hôm nay, anh Bí Quân Thành và chị Ốc sẽ sinh tồn. Nếu bạn thấy gì xung quanh không, chúng ta đang ở giữa một cái sa mạc, một cái hoang mạc luôn các bạn ạ. Các bạn đã bao giờ ở giữa một cái sa mạc chưa? Ui Bê Quý Thành ơi, hôm nay ở giữa sa mạc như thế này á, làm gì có cái gì mà sinh tồn? Anh cũng chả biết, nhưng mà anh đã chọn chế độ mà có một cái rương nó hỗ trợ mình rồi. Đây này, có một cái rương nguyên này, to đùng ở đây luôn. Ui các bạn ơi, trong chiếc rương chỉ có mỗi cái cây này, đất này và một ít bột xương thôi. Thế này tụi mình chắc chết đói ở đây mất ông ạ. Em tưởng rương hỗ trợ là phải có thịt chứ. Chả có cái gì, có mỗi cái cây thì đâu có ăn được. À, cái cây này chúng ta có thể trồng nó và lấy táo ăn các bạn, rất là hay. Ôi, thế thì mau trồng cây đi, em đói rồi nè. Trồng cây thì phải có nước, nhưng mà xung quanh đây toàn là sa mạc, trồng cây ở đây làm sao mà nó sống được. Ui ông ơi, em nhìn thấy xa xa kia không? Có một cái ngôi đền kia, chạy ra ngôi đền đấy đi, biết đâu lại kiếm được đồ. Từ từ đã, anh phải lấy chiếc rương này để đựng đồ các bạn ạ. Chúng ta phải tiết kiệm vì ở sa mạc không có cái gì đâu. Wow, anh đập mấy cái cây cỏ khô ở sa mạc được cái gậy các bạn này. Đấy. Cái gậy này các bạn biết để làm gì không? Để đi đánh những đứa mất dậy. Đây này, đây có một đứa mất dậy này. Mất dậy này. Ở anh có gậy thôi à, em cũng có gậy đây này. À thôi thôi thôi, ông đừng đánh anh nữa, anh chiếu ông một tí thôi mà. Ui, đi vào đây, đi vào đây. Ồ, đây có đường xuống này ông ơi. Wow. Đây là một cái đền thờ sa mạc các bạn ạ. Và dưới cái đền thờ này thường sẽ có kho báu đó. Bây giờ chúng ta cùng đi xuống nhá. Ông ơi, em không nhớ lần trước dưới có bẫy à. Đừng có đập như thế. Đúng. Đúng là một pha nghịch ngu. Đó các bạn thấy chưa? Ở giữa cái khu này ạ, có một cái lẫy. Nếu mà chúng ta dẫm vào đấy à, nó sẽ nổ. Vì ở dưới có bẫy đó các bạn, bẫy tiền ti luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống nhá. Ok, sao anh phải đào xuống? Mình chỉ cần nhảy xuống là được mà. Nhảy xuống mất máu chết, mình đã phải giữ máu mà. Nhở. Đồ ngu. Úi dồi ôi. Đấy thích nhảy xuống đi. Ui đừng dẫm vào bẫy ông nhá. Ui may quá em không dẫm anh ơi, em không dẫm. Rồi anh cũng nhảy xuống đây các bạn. Rồi. Ui ở đây chúng ta có cái thịt thối nè. Có yên cưỡi, có vàng này. Ui có rất nhiều tơ nhện luôn các bạn. Ui có táo vàng rồi các bạn. Quả này không lo chết đói rồi. Đây xem nào. Đây có xương này ốc. Lấy hết đi, lấy hết đồ đi. Ngọc lục bảo nè. Lụm hết đi. La 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 la. Rồi, cẩn thận dẫm vào bẫy nhau nha. Có cả giáp ngựa luôn, ui, có cả sách này. Ui, có rất là nhiều than và bột súng này. Có sắt đấy các bạn ơi, xịn ghê. Rồi, thôi ông ơi đi lên đi, đừng có dẫm vào bẫy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Ui, các bạn ơi, cuối cùng thì anh đã lên được trên mặt đất rồi. Ông ơi, anh đói bụng quá, ở đây có miếng thịt. Ngon ngon. Ông ơi, cái đồ anh ăn nhầm thịt thối rồi ông ạ. Ui, anh đúng là đồ ngu. Mau ăn táo vàng đi, cho em quả táo vàng. Không, quả lâu mới cho, có mỗi một quả. Anh phải giữ anh ăn cho một mình anh thôi các bạn, đừng cho ốc. Thế có thịt thì cho em. Đây, ăn thịt đi. Thịt này ngon lắm. Chỉ thịt thối thôi. Ăn thịt thối để mà trúng độc à. Nhưng mà không ăn còn hơn chết đói. Ui rồi, ốc ăn thịt thối, ốc trúng độc rồi hả ốc? Ốc đấy phê như con tê tê ông phê. Chữ E kéo dài không hả ốc? Anh toàn lừa thôi, toàn lừa em thôi. Ốc ơi, thấy đằng xa xa kia không? Hình như có ngôi làng đấy. Ôi, có ngôi làng tức là sẽ có thịt. Đúng rồi, sẽ có đồ ăn. Wow, chạy vào đây thôi các bạn ơi. Không là chết đói đây rồi. May mắn thật sự luôn. Gặp ngay một cái ngôi làng siêu to khổng lồ. Mèo 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 mèo. Mày bị điên à? Đấy, xem trong ngôi nhà này có gì không. Ui, ở trong ngôi nhà này có cái bàn làm việc. Rồi anh lụm 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 lụm. Có nước nè. Đấy, vào đấy mà bơi bơi đi. Ui, cái kia không có nước mà. Anh đánh em nè. Rồi bây giờ anh sẽ chế tạo một cái cuốc trước nha các bạn. Đấy. Sau đó anh sẽ chế tạo cái xẻng. Rồi vậy anh đã được một cái cuốc và một cái xẻng sắt rồi. Rồi ông ơi, bây giờ anh sẽ mượn tạo một cái khu vườn của ngôi làng này. Anh sẽ trồng cái cây vào đây ốc ạ. Trồng cái cây ở đây. Và ở đây anh còn có sẵn cái bột xương rồi các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ cho bột xương vào để cái cây lớn lên.
Lớn lên nào cây ơi. Úi dồi ôi. Wow, một cái cây rất là to luôn các bạn ạ. Và các bạn biết gì không? Thế giới Minecraft này có một điều rất là đặc biệt. Đó là khi chúng ta đập cái cây này ở trên tán lá cây ấy, nó sẽ rơi ra những cái đồ rất là xịn luôn đó các ạ. Ui, đập luôn. Wow, wow, kiếm sắt luôn. Wow, ông được đồ xịn nha. Rồi đến lượt anh, xem anh được cái gì nào các bạn. Wow, anh ra một đống đồ luôn. Rồi, cái cây này phải chia đôi nhá, cứ thay nhau đập. Rồi, anh sẽ đập này. Ý, rất nhiều đồ luôn. Rồi, ông đập đi. Dê, có quần áo luôn. Có cả kim cương luôn các bạn ạ, rất là xịn luôn. Rồi, ông đi ra đi. Trời ơi, anh cứ đập lấy đập để á. Đập như chưa bao giờ được đập các bạn. À, ở đây có cái ủng nè, có cái mũ rồi nè. À, cái này giống nhau quá, bỏ bớt những cái đồ giống nhau rồi các bạn ạ. Anh không thích đồ giống nhau đâu. Đây gọi là một vườn đồ luôn các bạn ạ. Chỉ một cái cây nhưng mà rơi ra nguyên một vườn đồ. Ui các bạn ơi, áo giáp, kiếm vũ khí này, giàu to luôn rồi. Ông ơi, anh nghĩ ra một ý tưởng rồi. Bây giờ chúng ta mà trồng nhiều được những cái cây này á, thì chúng ta khéo trở thành đại gia luôn nữa các bạn. Ờ đúng đấy, nhưng bây giờ làm sao để trồng được nhiều cây này? Từ từ đã. Ờ nhưng mà mình lại chả lụm được một cái hạt giống nào ta. Ốc có lụm được một cái hạt giống cây nào không? Có chứ. Đâu đâu, trồng đi Ốc. Rồi, bây giờ anh sẽ chế tạo, đó là một cái xô nước. Được một cái xô nước rồi này. Và sẽ dùng cái cuốc này, cái xẻng này nữa. Chúng ta sẽ làm một cái gọi là khu vườn đây các bạn ạ. Ra đây xin ông dân làng ít đất ở trong vườn các bạn. Đấy. Rồi, được khu đất rồi. Bây giờ sẽ trồng cây ở đây ông ơi. Đấy. Đây, và ở đây có tới 4 cái hạt giống cây các bạn ạ. Bây giờ sẽ trồng nó nha. 1, 2, 3, 4. Và lấy cái xô nước này đi múc nước đổ vào cho cây nó mau lớn. Có cả bột xương nữa. Mình cũng nhặt được bao nhiêu là xương mà Ốc, em làm bột xương đi. Ok. Rồi nha, cho vào đây nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Đã có nước rồi, mấy cái cây này đã có thể sống rồi các bạn ạ. Đây, anh còn ít bột xương, anh sẽ cho cây lớn. Wow, lớn luôn rồi các bạn này. Lớn lên. Lớn lên. Đây này ông ơi, bên cây này nữa. Lớn lên. Vâng các bạn ơi, chúng ta đã có một cái rừng cây nho nhỏ rồi. Bây giờ chỉ cần đập những cái cây này chúng ta sẽ có rất nhiều đồ luôn các bạn ạ. Đấy. Đây này các bạn, ngôi làng này có anh người sắt. Bây giờ anh sẽ thử đấu với anh người sắt nhá. Đồ anh trên người anh rất nhiều luôn rồi đấy. Rồi, còn quả táo vàng ăn nốt. Nhom 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 nhom. Anh người sắt tỉ thí võ công không? Đồ của tôi bây giờ hơi bị nhiều luôn. Thiếu mất cái quần rồi các bạn. Quay lại lấy cái quần. Ông ơi, anh chưa có quần mặc. Đây rồi, quần đây rồi. Yeah, anh đã có quần mặc rồi các bạn ạ. Đã full bộ giáp kim cương rồi. Bây giờ anh sẽ ra đấu với anh người sắt. Đâu rồi, anh người sắt đâu? Tôi sẽ làm trưởng làng của cái ngôi làng này. Anh đã hết nhiệm kỳ. Rồi, xuống đây đấu đi. Anh tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi gì hả? Ui, anh ấy mạnh lắm. Ui. Em sẽ giúp anh. Ui, tí thì ngỏm cụt tỏi. Ông ơi, giúp anh đi. Tiêu diệt ông ta, chúng ta sẽ làm trưởng làng của ngôi làng này. Dê. Rồi, ok. Đúng là hơi bị chủ quan nên bị anh ta đánh cho gần ngỏm cụt tỏi các bạn. À, ông ơi, kia có mấy con heo kìa, chúng ta thịt heo ăn rồi. Ok, ok. Có 2 miếng thịt heo rồi ông ạ. Cho em 1 miếng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm chỗ nướng thịt. Rồi ok, bây giờ sẽ đặt cái bếp lò ở đây nhá. Đấy, bỏ thịt vào. Chặt gỗ chưa? Không, em có than. À đâu, em có thuốc súng anh ạ. Chúng ta cho nổ thịt luôn. Nó súng làm sao mà nướng được thịt. Đúng là ốc, đố ngu ngốc. Đây này, lấy gỗ đây này. Rồi ok, bỏ thịt vào chưa ốc? Bỏ rồi, bỏ 3 miếng luôn. Anh sẽ bỏ gỗ vào nhá. Đấy, bây giờ chúng ta cùng đợi món thịt nướng. Hả, ăn ngon ngon ngon. Mà đợi món thịt nướng xong em khéo chết đói. Đây rồi, anh có miếng thịt đầu tiên rồi. À, ốc không chú ý à. Ốc ơi, xem anh này. Ngon tuyệt vời ốc ạ. Em sắp có miếng thịt nữa rồi. Đấy. Ấy. Có rồi đấy. Làm áo giáp có luôn đấy, lắm đồ sắt quá. Rồi các bạn ơi, bây giờ đợi đến trời tối chúng ta sẽ gặp những cái con quái vật được không? Nhưng mà giáp với đồ của anh hiện tại rất là mạnh rồi, chắc là không sợ mấy cái con quái vật đấy đâu. Bạn bị kinh rồi. Các bạn ơi, anh với Ốc đập một phát á,
Bây giờ trời tối nữa rồi các bạn ạ. Ôi trời, em nghĩ mình nên di chuyển về ngôi làng đi, ở đây tối rồi có quái vật đấy. Toàn là ra mũ này, sắt này, kim cương này các bạn ạ. Ui, zombie sa mạc kìa các bạn kìa, skeleton kìa. Ui, có con bò, đi giết con bò ăn. Ông ơi, có mỗi con bò thôi để vắt sữa mà uống. Em có cái xô luôn hả Ốc? Em lấy cái xô của anh á. Trời ơi, chôm chỉa lúc nào mà nhanh thế. Rồi ok, anh sẽ có cái xô rồi các bạn ạ. Anh cũng đi vắt sữa bò uống. Đấy, vậy là chúng ta đã có một xô sữa rồi. Ôi ạ, ông ơi, đây có con skeleton ông ơi. Đâu đâu đâu. Mày chọn cái chết. Thì ra mày chọn cái chết. Đấy, con skeleton này tuổi gì đấu với anh Vũ Thành. Đồ của anh bây giờ hiện tại đang rất xịn. Zombie khô héo. Khô héo, à, được thịt thối thôi. Anh mời ốc ăn miếng thịt thối. Anh vừa giết con zombie kìa ốc kìa. Để em ăn, em không có gì ăn hết. Rồi, ốc chuyển sang ăn thịt thối rồi các bạn ạ. Ôi, zombie đuổi em kìa. À, thỏ ơi, yeah. Có thịt thỏ chưa ta? Úi, có da thỏ. Mấy cái con này tuổi gì? Tuổi gì nào hả? À, ông ơi, quả này chết to rồi. Thôi chạy về ngôi làng đi, nhiều quái vật quá. Ê, về đi, em có hai miếng thịt thỏ nè. Chúng ta sẽ lại ăn thịt thỏ tiếp. Chuồn chuồn cất cánh bay cao. Bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Chuồn khỏi đây được không ạ? Làm quái vật quá. Ui các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay á, anh Vũ Thành và chị Ốc chơi Minecraft. Nhưng mà khi mà chúng ta đập cái lá cây ra rất là nhiều đồ đấy các bạn thấy không? Rất là thú vị đúng không? Bây giờ đồ của mình rất là khỏe, không lo bị quái vật tấn công này. Và mình có thể sinh tồn ở cái sa mạc này một cách rất là dễ dàng. Vì ở đây có một cái ngôi làng và khá nhiều đồ ăn. Đấy, có lúa, có khoai tây, củ dền. Rồi Ốc ơi, em vẫn đang đập kiếm đồ à? Đúng rồi, em muốn đập để có một quả táo ăn cho bớt ngáo. Ôi các bạn ơi, vậy là bây giờ anh sẽ dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Bye bye.